Giết oan một đàn trâu. Thuở xưa có một người nông dân nuôi 250 con trâu. Mỗi ngày, hắn ta đều thức dậy từ sáng sớm đến tối mịt để chăm sóc đàn trâu được chu đáo. Vì do chăm sóc đàn trâu nên có lúc hắn ta quên ăn bỏ ngủ, lao tâm khổ tứ vì chúng. Và nhờ hắn ta cần cù chịu khổ như vậy cho nên cuối cùng đã trở thành người chăn trâu giàu có nhất trong thôn. Đàn trâu sống trong môi trường thoải mái, ăn uống đầy đủ nên mập mạp, lông bóng mượt. Một hôm có một con cọp từ trên núi đi xuống. Nó xông thẳng vào chuồng tấn công bầy trâu, ăn no ngủ kỹ. Thần trâu tuy mập to nhưng ít linh hoạt, lại ngu cực kỳ. Cuối cùng cọp vồ chết một con. Trong chốc lát, nó ăn no rồi lặng lẽ trở về rừng. Khi người nông dân phát hiện trâu bị giết thì không biết cọp đã đi về hướng nào. Người nông dân chẳng những không nghĩ cách bảo vệ an toàn cho đàn trâu mà còn càm ràm với chúng. Ta đã khổ công nuôi 250 con trọn vẹn, nay lại bị con cọp ăn mất hết một con, thì giống như bình ngọc có vết nứt, còn có giá trị gì đâu mà nuôi giữ. Thế rồi, hắn ta đau buồn rồi tự lầm bầm. Tại sao lúc đầu ta đã bỏ ra một số vốn rất lớn để nuôi đàn trâu này? Vì sao phải cực khổ đi khai hoang vùng đất rộng rãi, trồng cỏ để nuôi trâu như thế? Mà nay đàn trâu không còn được đầy đủ để chúng nó sống thì có ý nghĩa gì đây? Thế rồi hắn ta cúi đầu trầm ngâm suy tư suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đã quyết định táo bạo. Hắn ta lùa hết đàn trâu nhiều năm nuôi nấng cực khổ đến bên mé vực thẳm, hang sâu thăm thẳm. Hắn ta đánh đập và đẩy từng con lao xuống vách núi hang sâu. Cả đàn trâu 249 con đều chết oan, hắn lại khinh khỉnh ra về. Nước tràn Kim Sơn Tự. Tháng 7 năm 1997, Chu nữ sĩ là giáo sư đại học cùng chồng lên Ngũ Đại Sơn bái Phật. Trong dịp tình cờ, nghe đồn hòa thượng tu hành uyên thâm, liền đến thỉnh giáo. Chu nữ sĩ khoảng 32-33 tuổi, người cao vừa tầm, da trắng gần, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, phong độ thanh nhã. Chu nữ sĩ kể, đôi mắt cô từ nhỏ không được tốt, luôn có cảm giác nóng như bị lửa đốt, cơn đau cứ ẩn hiện hành hạ. Vì đôi mắt này mà song thân cô đã ưu tư rầu lo rất nhiều, tốn biết bao nhiêu tiền bạc nhưng không trị khỏi. Sau đó, trong thời gian qua Mỹ du học, cô cũng đi khắp nơi tìm thầy nhưng không cách chi trị hết. Nghe Chu nữ sĩ kể bệnh tình xong, sư phụ nhắm mắt lại. Một lúc sau, ngài kể ra câu chuyện rất thú vị mà ngay cả tôi cũng không dám tin. Sư phụ nói: Các con biết câu chuyện truyền thuyết Bạch Xà, nước tràn Kim Sơn Tự chứ? Chúng tôi đáp: Dạ biết thưa thầy. Hồi nhỏ chúng con đã xem qua tác phẩm này, sau đó còn xem phim nữa. Sư phụ nói: Người ta ai cũng cho rằng đây chỉ là câu chuyện thần thoại hư cấu viết ra. Nhưng trong lịch sử, quả thật có chuyện này. Nhiều loài vật trải qua năm dài tháng rộng tu hành sẽ phát thần thông, nhất là loài sống lâu năm. Đây tuyệt chẳng có gì kỳ lạ. Bạch Xà hóa hiện thành cô vợ họ Bạch là bởi trong quá trình tu luyện, ả chưa đoạn trừ tâm dâm, nên lầm rơi vào đường tà, cứ bám chấp vào mục tiêu truy cầu tình yêu nam nữ ở nhân gian. Nhưng quy luật thiên nhiên không cho phép người và súc sống chung, có hành vi loạn luân như vậy. Cho dù xã hội hiện nay có văn minh tân tiến, quan niệm thoáng đến đâu chăng nữa, thì luân lý cũng khó dung. Trong truyện Bạch Xà, Hòa thượng Pháp Hải ngăn cản Bạch Xà là do phát xuất từ tâm đại từ đại bi. Bởi nếu Bạch Xà không chấm dứt ngay hành vi loạn luân, thì ngày sau sẽ phải hối hận thống thiết. Vì tương lai, ả sẽ bị hủy hết đạo nghiệp ngàn năm và phải đọa vào địa ngục. Sư Pháp Hải đem Bạch Xà nhốt dưới tháp Lôi Phong, thực tế là để giúp ả tiêu trừ tâm dâm, cho ả bế môn tu hành, tự kiểm điểm, nhìn ra lỗi mình. Nhưng trong truyện Bạch Xà,
tác giả đã viết hoàn toàn sai lệch. Vị sư Pháp Hải từ bi lại bị diễn tả thêu dịch thành giống như ác ma. Tác giả biến Phật, Bồ Tát thành kẻ bất thông tình lý, tận sức hủy pháp, bán tăng, gieo rắc ái tình diệm ảo trong nhân gian, ca ngợi quỷ tà, tô hồng tình yêu, sùng bái ái luyến cực độ, hoàn toàn không lưu tâm giữa người và súc sinh có khác biệt hẳn hòi. Tác giả đã dùng ngòi bút bất minh lý làm chánh tà điên đảo, hướng dẫn người phỉ báng Phật giáo, khiến họ mê muội theo. Đây chính là làm trái nhân quả. Phải quấy chẳng phân, uống thẳng thành công, người mắt sáng vừa xem là thấy rõ ngay. Hòa thượng ngưng một chút, rồi nói tiếp. Vì sao tôi nhắc lại câu chuyện này cùng quý vị? Bởi vì đôi mắt bệnh của Chu nữ sĩ có liên quan đến cổ sự này. Cô ta đã từng tu niệm theo Pháp Phật, nhờ đức hạnh hộ trì Phật giáo mà chiêu cảm quả báo tốt, rất cần hiểu rõ nghiệp tội của mình đã làm. Câu chuyện Nước tràn Kim Sơn Tự kể là Bạch Xà, Thanh Xà vì không nghe lời Hòa Thượng Pháp Hải khuyên răn, nên đã hỗn chiến cùng ông, dùng thần chú kêu gọi thủy thần nổi gió dâng sóng, làm nước ngập Kim Sơn Tự. Thuở đó, thủy thần không hiểu sự lý nên làm sai, lại nhè trợ ác hành nghịch, dâng nước ngập Lục Chùa, khiến thiên thần hộ pháp nổi giận. Thiên thần bèn dùng lôi quang đánh thủy thần. Khi hỏa châu sắp đánh vào mặt, thủy thần thân thủ vốn nhanh nhẹn nên đã kịp lặn xuống nước đào nạn, nhưng đôi mắt cũng bị tổn vì lôi quang đã thương, đau đớn khó chịu. Bộ hạ của thủy thần vội lấy giải băng mắt cô lại, gấp rút hộ tống đưa cô đến ngôi Tiểu Am trên núi, gian cầu một vị hòa thượng có công phu giỏi trị bệnh chữa giúp dùm cho. Nhưng khi thủy thần tháo băng mắt ra, thì hòa thượng tu hành nhiều năm này bị nét kiều mị tuyệt diễm của thủy thần hấp hồn, khiến ông ngất ngây, rồi cứ nhìn sững như hóa đá. Lập tức tâm ái luyến phát sanh, một niệm khởi sai là công phu tiêu hết. Do vậy hòa thượng trị bệnh không thành công. Thủy thần trong cổ sự chính là Chu nữ sĩ đời nay. Do đôi mắt kiếp trước bị nạn dẫn đến nguyên nhân bệnh mắt đời này. Vì hòa thượng kiếp xưa nhìn thấy thủy thần bỗng khởi phàm tâm, nay là chồng cô. Chẳng phải bây giờ phu quân rất yêu thương, quan tâm, lo cho cô hay sao? Nghe những lời hòa thượng Diệu Pháp nói, mọi người đều hưng phấn, nhìn chăm chăm vào đôi vợ chồng này. Chu nữ sĩ có vẻ rất kích động khi biết rõ câu chuyện. Giờ nghe hòa thượng hỏi, cô quay qua nhìn chồng thật lâu, thật đầm thắm, và cười cười, xác nhận. Dạ đúng vậy, ông xã ông rất quan tâm và lo cho con, giống hệt như là ổng đang chăm con nít vậy đó. Người chồng có vẻ lúng túng. Ông khẽ mỉm cười, rồi cúi mặt xuống, không nói gì. Kế đó, sư phụ bảo hai vợ chồng họ. Hai con phải đến đại điện sám hối tội nghiệp xưa, làm nước ngập Kim Sơn Tự, cho dù không phải chủ ý của thủy thần, nhưng vì vô tri mà thành ra trợ ác, tội không nhỏ đâu. Từ đây về sau, phải thường lạy Lương Hoàng Sám và năng tụng Kinh Địa Tạng, đôi mắt nhất định sẽ lành. Sư phụ lại quay qua bảo chồng nữ sĩ. Con vốn là một người chân chất, tu hành đàng hoàng, nhưng mỗi lần đến thế gian đều không buông được tâm ái dục, nên công phu xem như bị thiệt.
đời này hai con đã nối tiếp tiền duyên, kết làm vợ chồng. Càng phải cùng phát tâm, ngay một đời này nhất định phải siêng tu giới, định, huệ, chứng đắc vô thượng bồ đề. Ngưng một lát, hòa thượng nói tiếp. Có thể con chẳng tin chút gì về cổ sự ta kể. Thế nhưng khi về, chỉ cần làm y theo những lời ta nói, thành tâm sám hối, thì sẽ có hiệu quả. Một tuần sau, vợ chồng Chu nữ sĩ đến bái kiến hòa thượng. Vừa gặp mặt, tôi đã thấy đôi mắt cô ấy sáng long lanh, nhìn rất có thần, các mạch máu trong tròng trắng cũng không còn nữa, trông cô hết sức tươi tắn, rạng rỡ. Dù hai vợ chồng này đối với câu chuyện sư phụ kể lòng rất hoài nghi, nhưng họ vẫn quyết định sám hối chân thành, y như lời ngài khuyên. Nào dè, lúc đến trước Phật đường sám hối, thì cô bỗng cảm giác có một luồng khí mát mẻ xâm nhập vào mắt, làm cho mắt cô rất dễ chịu. Từ nhỏ đến giờ, đôi mắt cô chưa từng có qua cảm giác tuyệt vời đến như thế. Cảm thọ này khiến cô nhận ra mình chính xác đang được Phật lực gia trì. Do vậy mà cô vẫn tin câu chuyện sư phụ kể là có thật. Chồng cô cũng bị chấn động sâu sắc. Hai người ngày tối đó tại Tân Quán Khách đã cùng chí thành tụng kinh Địa Tạng sám hối tội lỗi của mình. Sáng ra khi mở mắt, cô thấy nhãn thần của mình không còn nóng đau nữa. Điều này làm họ kinh ngạc và vui mừng vô kể. Thế là hai vợ chồng hàng ngày tụng kinh Địa Tạng tha thiết sám hối. Hiện nay mắt cô Chu đã lành hoàn toàn, thời gian quay về cũng đã đến. Họ đặc biệt tới cảm tạ và bái biệt sư phụ, còn bày tỏ rằng sau khi về Đài Loan sẽ mỗi ngày dành thời gian lễ tụng lương hoàng sám. Chu nữ sĩ còn một vấn đề nan giải, xin thỉnh giáo sư phụ. Cô thưa, nếu như khi về con bị người hỏi làm sao mà trị lành được đôi mắt, thì con phải trả lời làm sao đây? Vì con không thể nói mình chữa trị ở y viện nào, lại càng không thể thố lộ đời trước mình là thủy thần trong truyện Bạch Xà từng dâng nước làm ngập Kim Sơn Tự. Nếu con giải thích như vậy, thiên hạ không nói con điên mới là lạ. Câu này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Sư phụ đáp, rất đơn giản, con cứ nói mình tại Ngũ Đài Sơn tụng kinh bái Phật mà được lành. Dù đối với sư phụ tôi tin tưởng 100%, nhưng khi nghe ngài kể về câu chuyện này, lòng tôi không thể không có chút hoài nghi, bởi thời thơ ấu tôi từng nghe người lớn nói, truyện Bạch Xà chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Sao giờ đây lại có thật được? Không những vậy, hiện thời còn có một thủy thần tái thế bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt tôi nữa chứ. Thế nhưng, mấy ngày sau, kết quả thực tế đã khiến tôi tiêu tan nghi hoặc. Bằng chứng là đôi mắt Chu nữ sĩ rõ ràng đã hoàn toàn hồi phục. Lúc đó, người biết việc này tối đa chỉ có 6-7 vị. Tôi mong rằng một ngày nào đó, nếu Chu nữ sĩ tình cờ xem đến cuốn sách này, sẽ không đem lòng giận tôi. Được vậy là quý lắm rồi. Cho dù khi tường thuật lại sự kiện này, các tên thật đều được tôi thay đổi, nhưng rốt ráo là tôi chưa có xin phép, chưa có chút đồng ý nào của cô mà đã mạo muội tiết lộ. Nếu như câu chuyện này khiến các bạn có được nhận thức tốt và hiểu biết sâu hơn đối với nhân quả và Phật Pháp, thì công đức này là của vợ chồng cô. Cầu mong hai người sớm chứng thánh quả. Ngày đây, tôi cũng hy vọng các cư sĩ đại đức có văn tài cao, có thể dùng ngồi bút tuyệt vời của mình viết mới lại truyện Bạch Xà theo quan điểm Phật giáo và ghi thêm câu chuyện tái thế tình duyên của thủy thần. Nếu như không hiểu rõ về Bạch Xà, Thanh Xà, Hứa Tiên, chúng ta sẽ cầu giúp đỡ nơi hòa thượng diệu pháp và cũng có thể đem câu chuyện chân thực chứ không phải sai lệch này dựng thành phim truyền hình diệu tập như điện ảnh Đài Loan đã từng công diễn chuyện đời Ngọc Lâm Quốc Sư trong tái thế tình duyên vậy. Hy vọng truyện Bạch Xà viết lại này
sẽ là tác phẩm tốt giáo dục người, đồng thời cũng khôi phục lại danh vị xứng đáng cho Hòa Thượng Pháp Hải. Đây cũng là một việc công đức vô lượng, đến như lai lịch Hòa Thượng Pháp Hải. Tàn bạo chết sớm. Lục Hiếu Chánh ở Ung Châu vốn là một viên quan nhỏ nhưng có danh tiếng. Vào khoảng năm trinh quán đời Đường, gia đạo tương đối bình an, xung quanh khuôn viên nhà ông khá rộng rãi. Lục Hiếu Chánh là một kẻ không những nhỏ mọn, không thể dung người, mà tính tình còn tàn nhẫn, bạo ngược đối với các sinh vật. Những kẻ ăn người ở trong nhà ông, nếu ai lỡ làm điều gì bất như ý, thì ông liền chửi mắng, đánh đập. Còn đối với loài động vật thì lại càng không biết thương yêu bảo vệ chúng một tí nào. Một hôm, bỗng dưng ông nhìn lên một cây ăn quả trước nhà, thì thấy trên cây có một tổ ong mật, liền sai gia nhân di chuyển tổ ong đó đến một nơi khác. Thế nhưng, các con ong mật vẫn tụ lại làm tổ trên cây ấy mà không chịu dời đi. Hiếu Chánh rất tức giận, liền sai gia nhân nấu nước sôi, rồi xách một xô nước đầy trút ngay lên tổ ong. Đáng thương thay, hàng trăm con ong mật lớn nhỏ nhất thời đều bị vong mạng một cách oan uổng. Thế rồi, vào khoảng tháng 5 năm sau, trong lúc khí trời nóng bức, Hiếu Chánh đang nằm nghỉ trong phòng, thiêu thiêu nhắm mắt ngủ một cách sảng khoái, quên hết mọi sự đời, thì hốt nhiên có tiếng vo vo, vo vo. Ông đưa tay lên chùi qua miệng thì cảm thấy đau đớn như tim phổi đều bị tê liệt. Thì ra, một chú ong mật to bự từ đâu bay đến, lợi dụng lúc ông đang ngủ say, xuất kỳ bất ý, đốt một phát vào môi ông. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ môi miệng đều sưng phồng lên đỏ au. Thế là ông kêu đau liên hồi, làm kinh động đến gia nhân. Đoạn, ông cho người đi mời thầy thuốc đến, rồi dùng thuốc thoa vào vết cắn cho tiêu độc. Ai ngờ, chất độc của con ong này vô cùng lợi hại, khiến miệng càng sưng to lên, làm tắc nghẽn cả cuống họng, không ăn uống gì được. Mặc dù thuốc dùng điều trị vừa uống vừa thoa, nhưng vẫn không có kết quả. Thầy thuốc lắc đầu nói, chỉ sợ nọc độc đã công phá tới tim rồi. Qua ít hôm sau, thân thể ông tiều tụy, không còn ra hình dáng gì nữa. Bấy giờ, bỗng nhiên ông nghĩ lại việc đã qua, từng tàn sát rất nhiều ong mật một cách oan uổng, cho nên mới chuốc lấy cái khổ ngày nay. Đáng tiếc, sự hối hận ấy đã quá muộn. Ông từ từ nhắm mắt, rồi vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Sét đánh kẻ tham tàn. Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm, có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời Đường, có một nhân sĩ ở Trường Hà Bột Hải, tên là Phong Nguyên Tắc. Anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được Quan Lộc Tự Đại Phu mời trông coi việc đầu bếp. Bấy giờ gặp lúc vua Vu Điền của Tây Phiên là Quý Tân đến triều cống. Quan Lộc Tự Đại Nhân thiết yến đại khách. Sau khi đại yến còn dư gần 100 con dê, vua Vu Điền bèn bảo Nguyên Tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên Tắc nhận lời ủy thác của người, lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực. Không ngờ, bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta, thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mổ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, Nguyên Tắc đã quên bẵng nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc đại quan quý nhân giao trách nhiệm trông nom công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nỗi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa Tuyên Nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sấm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc. Một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành. Khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn sét không kịp là Nguyên Tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngoẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem, thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt, nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu me chảy lên láng. Đây há không phải là Phong Nguyên Tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? Người quen biết, thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán, cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy.
bán nai bán nhầm con mình. Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biếc một màu. Có thể nói, anh chàng Ngô Đường này không những đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của Ngô Đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiễn thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu, nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra. Bất cứ loài mãnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có sừng. À, thì ra đây là một con hoẳng. Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm, mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung, rồi buông dây. Phập một cái, trúng đích. Con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy. Mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột, nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẩn tránh. Thế là Ngô Đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm, đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại. Đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con, liền lập tức buông tên. Con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương, nằm quỵ xuống đất. Hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của Ngô Đường vẫn chưa cho là đủ. Bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó, liền dương cung buông tên. Con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra. Nhưng mà tiếng kêu thê thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người. Vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình. Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng văng vẳng trên không trung truyền đến. Này Ngô Đường, ngươi đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời. Trong lúc không đề phòng, thì bỗng dưng một con mãnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp, cắn lìa cánh tay mà Ngô Đường. Người chân voi. Thái Tiên Sinh năm nay 67 tuổi. Người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh. Hiện đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi. Thái Tiên Sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim. Khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái Tiên Sinh vẫn ưa ăn chân gỗng vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân gỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này có người bày ông cách dùng chân gỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái Tiên Sinh học cách chế biến chân gỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kín. Ông bắt con gỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con gỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân gỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, gỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kín. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực, thì hai chân gỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi khùng, tông lung tung, cố dương ra hết ga,
phát ra tiếng kêu thê thảm, ai oán, rồi té xuống. Bây giờ, hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn, chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn, ngất xỉu, rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê, rồi chết. Nhưng lúc này, Thái tiên sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem cho ngỗng ra ngoài rửa sạch, rồi nấu với thuốc, chùm lửa riu riu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân. Thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồng. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hàng mồ hôi dầm dề. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ắt là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng, vì ông đem con ngỗng còn sống nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ thì tim kinh thịt rung. Bất giác, ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng. Không ngờ nhân quả báo ứng nhanh đến như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện: từ ngày nay trở đi, không sát sanh, không ăn thịt, nguyện thành khẩu trường chay, ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa. Chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay, ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này, làm bằng để cảnh giác người sau. Chớ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh. Phải biết, thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói, hòa phúc không cửa, do chính ta tự chiêu, báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình. Thái tiên sinh nếu được thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu. Người chân voi. Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi. Người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh, hiện đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc
là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân gẫm vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân gẫm nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này, có người bày ông cách dùng chân gẫm, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái tiên sinh học cách chế biến chân gỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kín. Ông bắt con gỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con gỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân gỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kín. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực, thì hai chân gỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi khùng, tông lung tung, cố dương ra hết ga, phát ra tiếng kêu thê thảm, ai oán, rồi té xuống. Bây giờ, hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn, chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn, ngất xỉu, rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê, rồi chết. Nhưng lúc này, Thái tiên sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch, rồi nấu với thuốc, chùm lửa riu riu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân. Thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồng. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hạn mồ hôi dầm dề. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ắt là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng, vì ông đem con ngỗng còn sống nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ thì tim kinh thịt rung. Bất giác, ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng. Không ngờ nhân quả báo ứng nhanh đến như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện: từ ngày nay trở đi, không sát sanh, không ăn thịt, nguyện thành khẩu trường chay, ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa. Chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay, ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán,
cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này làm bằng để cảnh giác người sau. Chớ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh. Phải biết, thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói, hòa phúc không cửa, do chính ta tự chiêu, báo ứng của thiện ác, như bóng tùy hình. Thái tiên sinh, nếu được, thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu. Phá thai là tội nặng. Hiện nay trong xã hội, vấn đề phá thai ngày càng nghiêm trọng. Quả báo phá thai rất đáng sợ, không những ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, mà còn tạo nên thống khổ cực lớn cho tâm tư lẫn sức khỏe của nữ giới. Hơn nữa, tương lai còn phải chịu khổ báo nơi địa ngục. Chúng ta phải tận lực đề xướng, thuyết yêu quý thân mạng, ngăn cấm việc phá thai. Đệ tử tài gia của Phật nên sống chung thủy, tiết dục, giữ gìn và quý trọng sức khỏe mình. Riêng đối với người đã phá thai, không phải chỉ sám hối thôi, mà còn phải phóng sinh, tụng kinh hồi hướng cho vong thai mới mong giải oán kết. Ngày nọ, có một nữ sĩ họ Kim đến phòng mạch chúng tôi khám bệnh. Cô trông rất thanh tú, búi tóc trái đào, dung nhan buồn thảm, mặt tối sầm, trông rất tiều tụy. Vừa vào cửa, cô Kim thống khổ, nói thật nhỏ. Bác sĩ ơi, xin hãy giúp tôi với, cứu tôi với, cả người tôi đau đớn. Bác sĩ ơi. Tôi bắt mạch cho cô ta, thấy mạch mệt mỏi, vô lực, như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Tôi liền hỏi. Cô giáo gần đây có phá thai không? Cô Kim bật khóc, sụt sùi kể. Tôi năm nay 35 tuổi, khó khăn lắm mới có được em bé. Mang thai được 7 tháng, đến bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ nói tim em bé phát triển không ổn định. Tốt nhất nên đình chỉ việc mang thai. Nhưng mà trong lúc tôi đang do dự chưa quyết, thì bắt buộc phải dâng theo ý người nhà, triệt phá cái thai 7 tháng đó đi. Kể từ hôm phá thai xong, tâm lực tôi suy sụp cùng cực, mãi cho đến nay, lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát và rất thống khổ. Bác sĩ ơi, hãy cứu tôi với, hãy cứu tôi với bác sĩ. Kim nữ sĩ vốn là người có sự nghiệp thành đạt. Cô kết hôn đã 3 năm, rất khao khát có con. Năm nay, nguyện ước cuối cùng cũng đạt được. Nhưng do thời kỳ đầu mang thai, cô thường phải ra ngoài công tác, lại thêm chuyện xã giao thù tạc với khách, dẫn đến việc tạo nghiệp sát sinh liên miên. Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe mình trong lúc mang thai, lại chẳng có cơ may được nghe giảng hay biết đến Phật Pháp. Suốt 7 tháng mang thai, cô cũng không gặp được người bạn Phật tử nào, do chẳng biết bảo vệ thai tốt mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn Kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên. Cô không nên kích động. Phá thai đối với phụ nữ rất là nguy hiểm. Cô phá đứa con đã 7 tháng lại còn nguy hiểm hơn. Sát hại phá thai hết sức nghiêm trọng. Không những gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân, mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp gia đình về sau. Bây giờ ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp của mình đã tạo ra. Hãy vì dông thai tụng kinh, Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni kinh, ít nhất 7 bộ. Hằng ngày nên tụng đều đặn 1-2 bộ, có thể quỳ tụng rồi hồi hướng cho dông thai bị phá, giúp nó nghe Phật Pháp sớm giảng sinh thiện đạo. Cô Kim nghe xong, gật đầu. Được 1,5 tháng cô đến, tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác, nhan diện tươi hồng, tinh thần phấn chấn. Cô hớn hở bắt tôi. Hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục 9 phần, tâm lý của em cũng thoải mái, không còn tư tưởng muốn tự sát nữa. Thật là cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
nhìn cô sống lại, tìm được niềm tin. Tôi nói với cô rằng cô không cần cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Phật Pháp. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, không nên làm thương hại. Từ vô thủy kiếp đến đây, do không được nghe hay biết đến Phật Pháp, mà chúng ta tạo vô lượng tội, làm thương hại vô số chúng sinh. Cho nên, ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình, không oán trời, trách người, chỉ thành tâm sám hối, rộng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại. Có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ. Khi cô về nhà, nên thường xuyên đọc, nghiên cứu kinh Phật cho nhiều, ráng xem kinh Kim Cang Sư Tuyên hóa giảng để hiểu ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Xem xong kinh, cô sẽ biết mình phải làm sao. Chính trong bước đường học Phật tu hành thực tiễn sẽ tìm ra con đường ly khổ được vui, nếm mùi vị đại giải thoát, sống một đời có trí tuệ và thai nhi bị phá cũng nhờ nguyên nhân sư Diệu Dung xuất gia. Tôi chào đời trong một gia đình công nhân phổ thông. Gia cảnh cha mẹ đôi bên tương đối khác biệt. Mẹ tôi là một người rất tin thờ thuyết, trên đầu ba thước có thần linh. Cực kỳ tôn trọng đạo đức gia đình, theo truyền thống Đông Phương, và trưởng thành từ trong đó. Điều này có thể nói là do ảnh hưởng tổ tiên bên ngoại của mẹ tôi. Bởi dòng họ Lý có hai vị tiên hiền, nhưng tôi không rõ đời nào là thầy của nhà vua Triều Thanh được hoàng đế ân phong là Võ Trạng Nguyên, dựa theo bối cảnh lịch sử trên. Gia tộc chúng tôi đã có một thời hiển hách huy hoàng và cực thịnh. Bà ngoại kể, tổ tiên bà rất ưa làm phúc, gia phong liêm chánh. Những năm đói kém thường mở kho bố thí, nấu cháo cứu tế, chẩn bần giải tai. Nhờ âm đức tổ tiên, cho dù đến bà cố gia đạo, tuy có suy vi, nhưng vẫn giữ y nếp xưa theo đúng lời ông cha hằng giáo huấn. Phải luôn dùng đức báo oán, dùng thiện đãi nhân. Đây là việc đáng mừng, đáng tự hào cho dòng tộc. Bà ngoại tôi sau khi kết hôn, gia phong vẫn duy trì chánh khí, nhất là đối với con gái. Lo huấn luyện nữ công thêu thùa, gia chánh khéo léo. Khi cười, vẫn giữ oai nghi, đi đứng nghiêm trang, hiếu kính song thân, chu đáo với khách. Phải nói là tất cả con cháu đều được giáo dục kỹ lưỡng. Bà ngoại sinh 6 con, gồm 3 trai, 3 gái. Mẹ tôi là trưởng nữ, nhờ thọ hưởng nền giáo dục tốt, nên được lợi ích rất lớn. Mẹ tôi từ nhỏ, tính tình ôn nhu hiền lương, thành tính, minh lễ đối với người khoan hậu, thông minh, khéo léo. Bà cùng Phật môn đặc biệt có duyên. Ngoại trừ thời chiến loạn, bà chào đời trong chùa. Sau khi bà ra đời không lâu, thì ông ngoại mua bức tranh Nhị Thập Tứ Hiếu và tượng Quan Âm, ngàn tay ngàn mắt, từ Thượng Hải đem về thờ. Ông bà ngoại và bà cố tôi đều kinh ngạc khi phát hiện mẹ tôi càng lớn, càng giống hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có một dạo, điều này thành là đầu đề bàn tán của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Thật là rất ngộ. Mẫu thân tôi tính tình dịu dàng ôn nhu, rất thích thi họa. Tuy học chưa hết địa ngũ, nhưng bà rất có tài. Năm 1958, gia cảnh càng khó khăn, chị em tăng thành 6 người. Do vậy mà mới 14 tuổi, mẹ tôi bị bắt phải thôi học để đi làm, phụ sớt chia gánh nặng cuộc sống cùng cha. Vì hiếu thuận, bà ngoan ngoãn dâng lệnh, chẳng mảy may có lời than oán. Tiếp theo đó, bà nếm trải 10 năm phong vũ luyện mài, phải làm nhiều việc khác nhau để sinh nhai. Nhưng chẳng vì vậy mà bị thui chột trí thức, đối với khát vọng về chân đế cuộc đời. Trong đoạn văn Tư Ngộ, bà viết, cuộc đời tôi giống như một quyển sách vậy,
lật trang nào cũng đều có mưa cuồng bão dữ. Muốn chọn một bến đổ giữa phong ba, cũng phải ra sức phấn đấu trong cảnh nổi chìm. Tuy đã nhìn thấy bờ rồi, mà vẫn còn cách một khoảng xa, nên dần phải hướng lên, tiến tới mãi. Cuộc đời tôi cũng giống như vậy, vẫn luôn phải cố gắng tiến bước không ngừng về miền đất thanh, phải quỳ dài mà tiến lên. Cả đời mẹ tôi thường nhẫn nhục gánh vác, đối với nhân sinh luôn có cái nhìn hướng thượng, thiên về nẻo sáng. Năm 1997, trải qua mấy mươi năm mài luyện chua cay, cuối cùng vận mệnh mẹ tôi cũng phát và nhìn thấy ánh mặt trời. Đầu tháng 6 năm đó, bà lên Nga Mi hoan hỷ nghe giảng kinh. Lời dạy của Phật như trận mưa cam lộ tưới đẫm vào nội tâm khô cằn của bà. Mẹ như kẻ nghèo gặp châu báu, rơi lệ như mưa. Tuy chưa quy y, nhưng từ năm 1997, phát tâm ăn chay trường cho đến nay. Hiện tại, bà là đệ tử Tam Bảo, quyết tâm ngay một đời này, liễu thoát sinh tử, xin cầu cho mười phương, tất cả chư Phật Bồ Tát ba đời gia hộ mẹ tôi, có thể vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ sinh tử, viên mãn đại nguyện Bồ Đề. Sau khi tham gia quân ngũ rồi, tôi mới bắt đầu học Phật, dưới sự dắt dìu của mẫu thân. Tôi thấm nhuần pháp ích. Học Phật không lâu thì gặp dịp bộ đội cắt giảm 50 vạn nhân sự. Tôi vội xin từ chức, giả biệt 7 năm sống trong quân đội, chuyển về địa phương. Mặc dù điều kiện công tác đang được ưu đãi, lãnh lương rất cao, nhưng tinh thần tôi lại cảm thấy cuộc sống khổ phiền và ngột ngạt. Dần dần nhen nhúm ý muốn xuất gia. Có thể đây là nhân duyên đời trước của tôi, nhưng cũng có thể nói, từng bước trưởng thành của tôi đều không rời bàn tay nâng đỡ, giáo huấn dắt dìu chuẩn mực của mẫu thân. Mẹ tôi dạy, xuất gia không phải việc nhỏ, con phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy quyết định. Việc này giống như mũi tên một khi đã bắn ra, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Nếu có chết á, thì cũng phải chết trên con đường hoằng pháp nha con. Cảm ơn Phật Bồ Tát đã an bài. Không bao lâu, tôi được Hòa Thượng Thể Quang, vị cao đức đương kim Thiền Tông thu nạp. Thực cảm ơn sư phụ đã từ bi, hai lần tiếp kiến đều đáp ứng thỉnh cầu xuất gia của tôi. Khoảng tháng 7 năm 1999, tôi từ bỏ công tác, nhiều người thèm muốn. Được mẫu thân hỗ trợ, tôi bố thí hết y phục vật dụng thế tục, sửa soạn hành trang giản đơn, lên xe lửa Nam Hạ. Mẹ tôi cần khổ một đời, chỉ có duy nhất một con gái là tôi. Song, bà vẫn có thể cứng rắn đúng hẹn, hộ tống tôi đến chùa Tịnh Cư, núi Dân Cư, tỉnh Giang Tây. Ngày 28 tháng 8 năm 1999 âm lịch, tôi chính thức thế pháp xuất gia, được sư phụ ban cho pháp hiệu Diệu Dung Tự Thanh Minh. Từ sau khi phụ thân mất, hai mẹ con chúng tôi nương nhau mà sống, cùng bầu bạn hơn 10 năm qua. Lúc nghỉ phép, tôi rất thích nghe mẫu thân nhắc về thời thơ ấu của mình. Mỗi khi bà kể, căn nhà nhỏ của chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười. Do tính tôi thở bé khác biệt với đa số trẻ nít, khiến mẹ tôi nếm đủ mùi đau đầu. Mẹ kể, người ta thường nói, con nít mới sinh rất xấu xí, nhăn nhúm. Nhưng tôi sinh ra, ấn đường no đầy, rất sáng, sống mũi hiện rõ thẳng cao, mặt mày hồng hào, hai má lúm đồng tiền. Bà mụ khi phụ đỡ đã không ngừng tắm tắt. Ôi trời đất ơi! Sao bà? Con bé nó xinh quá đi thôi à! Dạ, em bé xinh đẹp này, mấy ngày sau đã khiến cho mẹ dở khóc dở cười vì màn quấy nhiễu kinh khủng. Trước tiên, vừa chào đời, thì tôi khóc oa oa, và cứ thế tấu mãi không ngừng, suốt 100 ngày đêm chẳng gián đoạn. Tôi cứ đêm khóc ngày nghỉ. Mẫu thân kể,
tôi có thể khóc một hơi 4 tiếng đồng hồ. Thành tích vượt hơn chỉ tiêu này cũng có mấy lần, nhất là vào nửa đêm. Khiến 2-3 dãy nhà của các chú dì ngủ xung quanh đều bị tiếng khóc của tôi hành hạ. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi không hiểu sao lúc đó ba mẹ tôi có thể chịu đựng được và cam cảnh tra tấn như vậy suốt hơn 3 tháng trời ròng rã, bất kể ngày đêm. Mẫu thân tôi bản tính vốn độ lượng, mỗi khi tôi khóc, bà luôn khôi hài bảo. Nữ ca sĩ nhí nhà ta bắt đầu khoe âm thanh vượt không gian rồi. Cũng có người mách nước, bảo gia đình nên viết mấy chữ vào tờ giấy vàng như Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Nhà tôi có con bé khóc hăng, quân tử đi ngang đọc mấy biến, hệ thức liền ngủ đến sáng, ngoan. Nhưng mẫu thân cảm thấy chịu đựng được, nên chẳng viết chán chi. Lúc đó, hình như tôi được thể, cứ khóc mãi không thôi. Ngay cả ban đêm, bất kể bạn thích hay không, nữ ca sĩ nhí tôi cứ ngân mãi âm dài, hét cao, sướng to cực độ. Đủ trăm ngày mới đình chỉ. Ba mẹ và láng giềng cuối cùng cũng được hưởng phút giây bình yên. Tuy tôi khóc lâu như vậy, song chẳng ai nghiên cứu, tìm hiểu hay đem đến bác sĩ khám chi cả. Bây giờ thì tôi suy đoán, có thể do thấy thế gian này khổ quá, nên tôi mới khóc dữ vậy đó. Mẹ kể, khi tôi tạm lớn chút, trông rất mõm mĩm, mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn, môi đỏ hồng, ai cũng cưng yêu và bảo rất thích đôi mắt sáng to trong veo của tôi. Mỗi lần gặp đều không nhịn được, luôn muốn dừng lại trêu tôi đôi chút. Nhưng tôi khăng khăng không cho bất kỳ ai chọc phá, ngay cả phụ mẫu còn không thể, huống nữa là người ngoài. Đa số con nít ưa tụ họp chơi đùa, nhưng tôi hễ bị trêu là không ưa và phản đối bằng cách khóc lên. Tôi không hay chơi đùa với các trẻ khác, cũng không ưa ồn đông đúc. Khi chụp hình kỷ niệm toàn gia, cả gia đình ai cũng chọc cho tôi cười, nhưng không sao khiến cho tôi cười được. Các dì tôi thường đùa, gọi tôi là tiểu nhi thâm độc. Hôm nay, tôi đã là người cửa Phật. Có thể tạm giải thích nguyên nhân tính khí của mình theo bài kệ cảnh tỉnh. Mỗi ngày trôi qua, mệnh cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có gì vui. Có lẽ tư duy này tiềm ẩn trong tàng thức, nên mới khiến tôi buồn khóc, vì thêm một lần nữa bị bất hạnh luân hồi lưu chuyển. Hình như giải thích như thế này có vẻ hợp hơn. Lúc được 14 tháng, tôi vào nhà trẻ, mẹ tôi mấy lần lén quan sát, thấy tôi thường im lặng ngồi một mình, cứ trơ như gỗ nhìn đám đông. Các bạn nhỏ giống như tôi mới đến thế gian này chưa lâu. Đám con nít với đủ trạng thái, cười có, khóc có, bò có, quỳ có, vân vân. Những hiện tượng hỗn tạp này hình như khiến tôi vô phương tiếp nhận, nên đôi mày thường nhíu lại, hiện vẻ căng thẳng. Có lúc gặp bạn nhỏ chủ động tới chơi, muốn an ủi con bé cô độc như tôi, thì tôi luôn tỏ ý ưa ngồi một mình, chừng như khó hòa nhập cùng đám đông. Do vậy mà các dì tôi nói, hiện tại là tiểu nhi thâm độc, lớn lên là đại nha đầu thâm độc. Nhưng tôi cũng thích giúp đỡ bạn. Bạn làm rớt bánh, thì tôi cúi xuống lượm đưa cho. Vậy mà nó tưởng tôi dành ăn, nên cắn tôi. Đúng là hiểu quá sai, đồ cái thứ, lấy ác đáp thiện. Tôi oan khuất bật khóc, sau đó chẳng ưa chơi hộp quần nữa. Mẫu thân nói, tôi từ nhỏ đã ngủ rất ít, cực ít, chưa từng nghỉ trưa. Mẫu thân làm việc khoảng 6 giờ thức dậy, thì tôi cũng thức theo, trưa cũng chẳng ngủ. Vào nhà trẻ buổi trưa cho ngủ 3 tiếng, tôi cứ lăn qua lộn lại trên giường không ngủ, cô giáo cũng bó tay. Khoảng 3 tuổi, trí lực tôi tạm khai mở, bầu bạn cùng các câu chuyện đồng thoại thật hay do mẹ kể mà lớn lên. Nhân vật trong chuyện
luôn xả thân vì người, phẩm cách chân thành, thiện lương tươi mát, cứ vậy mà thấm sâu vào tâm linh thơ dại của tôi. Sức nhớ và sự tưởng tượng, tư duy của tôi tương đối cao. Tôi học tập rất dễ, không hề tốn sức. Tôi có một tật khiến cho mẹ rất phiền, là hồi nhỏ, mỗi khi mẹ chải tóc, tôi luôn dậy nảy khó chịu, giống như bị cực hình. Mùa hạ, mỗi lần mẹ chải tóc, tôi đều khóc ầm lên, khóc đến mặt mày nhem nhuốc, khiến mẹ cũng toát mồ hôi theo. Ngày nào cũng vậy, ai mà chịu thấu. Cuối cùng, mẹ tôi nói, thôi thì cạo quách nó đi cho yên chuyện. Vì vậy, mà 2 tuổi, tôi đã cạo đầu, 3 tuổi, lại cạo lần nữa. Nếu không tiện để tóc dài, thì cứ cắt như kiểu con trai. Như vậy, cả tôi lẫn mẹ đều khỏe. Bây giờ thì khỏe hơn nữa, vì được cạo vĩnh viễn. Mẹ tôi nói, tôi rất có phong thái và thích làm khất sĩ. Mùa hạ, đến giờ ăn, mẹ chưa tan sở về nhà. Do ở chung cư trời nóng, mọi người hay dọn ăn ngoài sân. Nhà nhà cách nhau không xa. Những lúc đó tôi thường cầm cái chén, đến gần họ, đứng bên bàn, không nói gì, im lặng nhìn họ ăn cơm. Láng giềng thấy vậy mỉm cười, nhìn tiểu khất sĩ nhỏ bé như tôi, hỏi. Con đói bụng hả? Tôi im lặng gật đầu. Họ liền đơm cơm và thức ăn vào chén cho tôi. Nếu như tôi ăn chưa đủ, thì lại đến cạnh bàn họ im lặng, khất thực lần nữa. Cho đến bao giờ cảm thấy no bụng thì thôi. Việc này thường xảy ra lúc tôi 4-5 tuổi, khiến mẹ tôi rất ngạc nhiên, khó hiểu. Tôi học rất mau biết, siêng năng, nhớ dai. Tùy theo tuổi tác tăng, mà năng lực làm việc cũng phát mạnh mẽ. Hồi học lớp ấu nhi, 5 tuổi tôi đã được cô giáo chỉ định làm trợ thủ, giao cho nhiều việc để làm. Lên tiểu học, năng lực này càng tăng, thành tích học luôn ưu tú. Tôi làm việc sôi nổi, nhiệt tình, yêu tập thể. Suốt 6 năm tiểu học, luôn được trường bầu chọn là học sinh xuất sắc. Năm nào cũng làm trưởng lớp, và chẳng còn chút dấu vết gì của tiểu nhi thâm độc. Nhưng tôi vẫn có thói quen ngủ ít, không bao giờ ngủ trưa. Tôi làm việc học tập luôn đứng đầu, nên kiêu khí cũng tăng cao. Cô chủ nhiệm muốn dẹp kiêu khí của tôi, nên trong niên học nọ, đã cố ý đem mỹ danh học sinh ưu tú cấp tỉnh của tôi dán xuống cấp địa phương. Vì việc này mà cô phải đặc biệt đến nhờ mẹ tôi phụ giúp. Mẹ tôi hào sảng đáp ứng. Nào ngờ sau việc đó, cô bị hiệu trưởng giận dữ quở trách, rất nghiêm. Bây giờ nhớ lại, tôi thầm hiểu cô vì lo cho tôi mà phải động não dụng tâm gian khổ. Trong lòng tôi xấu hổ, thấy nấy mãi. Mỗi khi nhớ đến nghĩa tình ân sư nan báo kia, tâm cứ nặng nề như bị đá đè. Hồi tưởng lại thời thiếu nhi, cha mẹ tôi đồng lương khiêm tốn, ráng lo cho tôi ăn học. Tôi chơi với bạn, họ cần gì tôi đều đáp ứng. Có khi bạn mượn 1 đồng, 2 đồng, không trả nữa, tôi cũng chẳng đòi. Khi tôi lớn lên làm việc, kiếm tiền rất dễ dàng, kinh tế độc lập. Những y phục vật dụng đắt tiền, từ 100, 200, thậm chí đến số ngàn, chỉ cần bạn thích là tôi sẵn sàng biếu cho. Xuất gia rồi, tính cho biếu rộng rãi này càng phát hơn. Hồi tưởng cuộc đời mình gần 30 năm, tôi có cảm giác, ắt hẳn kiếp quá khứ mình từng là tu sĩ. Do hối hận, một niệm mê đi vào luân hồi thọ khổ, nên mới khóc dai dẳng. Tính không ưa chơi đùa ồn ào, mà quen khất thực, biết thương xót tử vong, yêu quý động vật, xem nhẹ tiền tài. Mọi việc nếu tư duy theo kiểu này, thì đây có lẽ là đáp án chính xác. Nhiều người hay hỏi tôi một câu họ thắc mắc chung là, vì sao lại xuất gia? Quả tình tất cả họ đều nghĩ không thông nên cứ suy đoán mãi,
rốt cuộc đành kết luận rằng chỉ có thất tình chán đời, sự nghiệp thất bại, bị phụ rẫy, tinh thần bị sốc, vân vân nên mới phải xuất gia. Thậm chí các bằng hữu cố cựu của tôi còn nổi giận, tìm đến gây cãi, mắng tôi là kẻ tự cam đọa lạc, quá mê tín cố chấp nên mới xuất gia. Và họ xúm nhau thuyết phục khuyên tôi mau mau quay về. Đúng là cái nhìn thế nhân dành cho các tu sĩ hiểu lầm quá sâu. Họ cho rằng sự lựa chọn của tôi là không có lý trí, là bất bình thường, là điên. Sao là bình thường? Sao là bất bình thường? Trước khi tôi xuất gia, cũng từng sống rất vui nhộn như bao người. Thời ấu niên tôi bầu bạn và lớn lên cùng với những câu chuyện đồng thoại mà mẹ kể. Thời tiểu học, sơ trung, cao trung, tôi ưa nhất là thú vui đọc sách, trữ sách, thư viện riêng của tôi chứa đầy danh tác thế giới. Tôi hay sưu tầm trích dẫn các danh ngôn danh nhân, rút tỉa chân thiện mỹ từ trong đó, và thường đem các câu răng dạy của cổ thánh tiên hiền để răng nhắc khuyên mình tiến lên. Thời sơ trung, tôi ưa đọc các sách huyền bí nói về đĩa bay. Trong não chứa đầy những thắc mắc như, có người ngoài hành tinh ở địa cầu khác chăng? Trời cao đến đâu? Sau khi chết rồi, mình sẽ đi về đâu? Năm đó, tốt nghiệp sơ trung, một bạn thân của tôi vì thi rớt nên uống thuốc rầy tự tử. Nhìn tấm ảnh cô bạn gái tuổi trẻ, mặt còn non choẹt, đôi mắt sáng như thuở nào, còn đeo theo tôi chơi đùa trò chuyện. Tôi rơi nước mắt, mạng sống sao quá vô thường mong manh ngắn ngủi trong hơi thở. Sống không phải để đau khổ, mà phải làm sao để không khổ. Tôi nhìn thấy bạn bè quanh mình vì tranh giành công danh, vùi đầu học thi, lo chuyện đậu rớt mà khổ đau rên rỉ. Dõi nhìn đại lộ dòng xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại, vội vội vàng vàng. Mặt mày khẩn trương, chứa đầy phiền lo không đâu. Các nam nữ tuổi trẻ thì cuồng nhiệt săn đuổi, bắt chước theo thời trang của các ngôi sao điện ảnh, tranh hơn thua nhau bằng hàng hiệu, dùng quần áo đúng mốt thời thượng để lòe nhau. Tôi thầm nghĩ, những đua đòi trần thế lao sao thật hỗn tạp và bát nháo. Đằng sau những cạnh tranh khốc liệt vô nghĩa đó, phải chăng có nhiều người vẫn âm thầm thiết cô độc, tự an ủi mình trong thê lương. Rốt cuộc, con người ta sống để làm gì? Đi học cực khổ, nỗ lực phấn đấu, cả đời vật lộn đua tranh là để truy cầu cái gì? Có phải tiền bạc, vật chất cũng không đem lại hạnh phúc thực sự cho đời sống chăng? Còn tình yêu nam nữ, những lời hẹn biển thề non, những lời nguyện hứa sống chết với tình, liệu có thể duy trì và kéo dài bao lâu? Tôi cảm thấy rất cô tịch, chán nản. Tâm linh luôn buồn rầu cảm thán. Những cảm xúc yếm thế này nhanh chóng bị cuộc đua tranh thi vào đại học phủ lấp. Nhưng lại chuyển thành làn sóng ngầm, mạnh mẽ, ẩn tàng tận đáy lòng tôi. Tôi nghĩ, thôi thì dùng màu áo lính và cuộc sống quân sự để thay đổi nếp sinh hoạt sa sút. Tiếc là, cảnh vui không bao giờ bền lâu. Một bước trở thành nữ sĩ quan, tôi dần dần cảm thấy chán phiền trong cảnh. Thay đi thịt bước, bầu rượu túi cơm này, chán nếp sinh hoạt tẻ nhạt, và những mối giao tế hư ngụy, chán ghét sự lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Làm việc kiếm tiền, dưỡng gia nuôi miệng, tiêu khiển giải trí, ngày lại ngày, năm qua năm, cứ thế không đổi. Hôm qua chờ hôm nay đợi ngày mai, không có gì khác lạ. Tôi bi ai, cảm thấy mình từng bước tiến về tử vong một cách khó chịu. Lỗ Tấn nói, không hài lòng là đang hướng thượng. Nhưng bây giờ, tiền tài, danh vọng, địa vị,
những thứ mà thường nhân cả đời ước ao tranh giành không ngừng, thì tôi có rất dễ, nhưng lại thấy chẳng có chút ý nghĩa chi. Tôi tuyệt không có tâm muốn chiếm hữu. Thế thì tôi truy cầu cái gì trong cuộc sống? Tôi giống như một kẻ lang thang ưu buồn, lạnh lẽo, vọng nhìn chung quanh, sau lưng mang mang, trước mắt mờ mịt. Tôi thử sống như mọi người, cũng tiêu xài, giải trí theo cách sang cả phong lưu, dùng toàn hàng cao cấp đắt tiền, cũng quần là áo lụa, trang điểm thật xinh, thử vào các quán sang trọng rực rỡ ánh đèn nhấm nháp cà phê, sâm banh. Nhưng lại thấy thê thảm hơn khi phát hiện mình giống như một tên hề đáng thương không thuộc vai diễn, ngồi co ro trong một góc. Sau đó, tôi gửi tình vào sơn thủy, lấy thiên nhiên làm lương dược, để điều trị tâm linh bất thường này. Tôi mê say và thích sống giống như tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký từng diễn tả, muốn làm ẩn sĩ để mùa đông hái cúc, mùa hạ ngắm núi Nam. Cây kiểu lấy núi đồi bách tùng làm bạn lữ, sinh hoạt thanh nhàn, với mây trắng gió lành làm tôi thích thú. Ở trên núi, tôi được dịp tiếp xúc với tự viện và người xuất gia, bước vào đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tâm tư phiền muộn bất an trở nên yên tĩnh rất nhiều. Vọng nhìn một tăng sĩ mặc áo tu, phong thái siêu nhiên thanh thoát, tôi bỗng khởi tâm ngưỡng mộ ước ao, tự nói thầm. Nếu như ngày nào đó, tôi được mặc chiếc áo giải thoát này, thì tuyệt biết mấy. Nhân duyên hội đủ, song thân tôi quy y Phật môn làm cư sĩ. Nhân đó cũng dìu dắt tôi đi vào đường học Phật. Tôi vô cùng cảm tạ mẫu thân đã giúp cho tôi có bước rẽ trọng đại. Mẹ tôi nhẫn nại giảng giải. Tôi bỏ công nghiên cứu một số kinh sách để thâm nhập Phật môn, cảm thấy như vừa tỉnh cơn mê dài, vui gì thoát thai đổi cốt. Những cảm xúc khó chịu quẩn bách trong tôi thấy đều tìm được đáp án nơi kinh Phật. Tôi chưa bao giờ có qua niềm khinh an hỷ duyệt như thế này, lòng cảm kích không nguôi. Tuy tôi là một bác sĩ, nhưng chỉ có thể giải quyết cái khổ nhất thời cho thân xác bệnh nhân, còn cái khổ về tinh thần, cái khổ của tử vong thì vô phương đào thoát. Và đối với vấn đề căn bản trọng đại như sinh tử, tôi đành thúc thủ bó tay. Phật là đại y dương không gì không thể trị, là bác sĩ tài giỏi tối cao trong cuộc đời, bệnh gì Ngài cũng có thể chữa. Tôi muốn tu học theo Phật, và tôi khó bề kìm nén ước muốn này, càng vô phương khắc chế niềm tôn kính, muốn đảnh lễ tạ ân cao vợi không gì sánh được của Phật. Tôi biết, từ vô lượng kiếp đến nay, mình tội nghiệp vốn thâm trọng. Vì vậy sau khi quy y làm cư sĩ, tôi nỗ lực bố thí, đem tiền bạc vật dụng sở hữu cúng dường tượng Phật, in kinh sách, phóng sinh, hộ trì tự viện, vân vân. Thậm chí có mượn tiền cũng phải làm cho bằng được. Bây giờ nhớ lại thái độ chấp trước để bố thí lúc đó mà buồn cười. Khi gặp Phật Pháp, tôi cho rằng mình đã tìm được kho báu tối trân quý trong đời. Thế là đem tất cả sách thế tục, sách danh nhân và mọi danh tác, bưu tem mà mình từng tích chứa, sưu tầm từ trước đến nay, cho hết, không cần nữa, những chuyện về chư Phật Bồ Tát Đại Từ Bi và lịch Đại Thánh Đức Cao Tăng hạnh nguyện thâm sâu. Khiến tôi cảm động rơi lệ đầm đìa như Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Đại sư Ấn Quang, Đại sư Quảng Khâm. Các ngài có đầy đủ đại nguyện, đại hạnh, đại dũng, đại bi, đi vào đời vì chúng sinh bằng sự nghiệp xuất thế, nhẫn nhục gánh giác, nguyện lực hùng thâm, hoằng dương chính pháp, quảng độ chúng sinh, quá tuyệt vời như vậy. Mỗi mỗi đều là Bồ Tát hóa thân, thừa nguyện tái lai,
khiến bao nỗi niềm cảm kích, xúc động, tôn kính, khâm phục, sùng bái cứ trào dâng và thấm đẫm toàn thân tôi. Người thế gian do quan niệm sai lầm nên miệt thị giới tu sĩ, có kẻ cho người xuất gia là hạng ăn xin lường gạt dối lừa, có kẻ cho người tu là trốn trách nhiệm bổn phận xã hội, muốn náo thân nơi cửa chùa làm ký sinh trùng hưởng thụ, là kẻ giả thần lộng quỷ mê hoặc người. Có kẻ còn tưởng các tu sĩ giống như các nhân vật trong truyện tình cảm ủy mị hay các truyện võ hiệp thường viết, vì thất tình mà đi tu, hoặc là bậc đại hiệp có võ công tuyệt thế. Trong lòng tôi bỗng nghe đau âm thầm, đau mà không thể nói. Nỗi đau này càng đẩy tôi bước nhanh vào đường xuất gia. Trong Phật môn, hữu cầu tất ứng. Hoặc có lẽ trong vô hình, trời xanh đã thầm an bày, không bao lâu tôi được vị ân sư Đạo Cao Đức Trọng 80 tuổi thế pháp cho. Sư phụ tôi xuất gia từ nhỏ, một đời khổ hạnh. Thời tuổi trẻ, ngài lên núi tu hành, lấy rau cỏ làm thức ăn, thu hạ xuân đông, chỉ có một y bá nạp, giá chùm giá đực. Ngày ăn một bữa, tùy cảnh mà an, chẳng cầu danh lợi. Ngài vui sống đạm bạc theo tôn chỉ, chẳng vì bản thân cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh thoát khổ đau, được ngài hư vân ngợi khen. Tôi quyết định dùng máu mình chép kinh cúng dường, bày tỏ tâm nguyện muốn làm tu sĩ. Cảm ơn sư phụ từ ái nhiếp thọ và mẫu thân sáng suốt cư nghị đã đưa tôi đến con đường giải thoát, nhận thọ phúc duyên được sư phụ thế pháp. Lúc đó mẹ tôi cười bảo, hồi còn nhỏ con không ưa để tóc, thường phải cạo đầu, lần này xem như là cạo vĩnh viễn rồi đó. Tôi hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của mẹ, bà muốn tôi nhất định phải kiên tâm đi trên con đường này đến cùng, không được hồi đầu. Sư phụ từng hỏi tôi, con có sợ khổ hay không? Tôi thưa, dạ không. Bởi vì, gần 7 năm sống trong quân đội, đã mài luyện ý chí tôi kiên cường vô úy. Nhưng khi làm tiểu sa di, lần đầu đối diện với công tác cánh phân, tôi không khỏi kinh hãi. Con gái thành phố chưa từng gánh nước hay gánh qua bất cứ thứ gì. Bây giờ phải gánh đôi thùng phân to đùng, vừa dơ vừa thúi, văng lên mình là muốn nôn. Nhưng tôi chuyển niệm nghĩ lại. Muốn học hạnh Bồ Tát thì phải dùng đây mà phá ngã, phá hết chấp trước đối với sắc thân. Tôi nhớ, hồi ở y viện, từng công tác điều trị tại khoa phỏng, hằng ngày tiếp nhận bệnh nhân thảm đến chẳng nỡ nhìn. Vì toàn bộ mặt mày nạn nhân đều phỏng. Những nạn nhân này trong quá khứ từng có dung nhan thanh tú xinh đẹp mê hồn. Cũng có người anh tuấn tài hoa siêu quần bạc chúng. Nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, họ đã bị ngọn lửa cướp đoạt nhan sắc và tính mệnh, thậm chí bị phỏng đến hình dạng xấu như ma, chẳng ra dáng người nữa. Sắc thân này vô thường, và chẳng có gì đáng để ái tiếc. Tôi đặt mình vào lúc đang công tác chữa trị những người đang sống mà thân bị thiêu cháy, thì lập tức có thể vui vẻ gánh phân ngay. Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng thích ứng với mọi công tác gánh nước, bữa củi, cày ruộng, gieo trồng, nấu cơm, hành đường, vân vân. Các công việc này hồi ở thành phố tôi chưa làm qua. Tôi hiểu lao động cũng là một loại thiền mỹ lệ, giúp đã phá mọi chấp trước và mài luyện tâm trí, làm giảm thiểu vọng tưởng và tăng gia phúc báo. Tôi không ngăn được giọt lệ cảm ơn chư Phật Bồ Tát. Tôi thầm cảm thấy mình tội nghiệp sâu nặng, làm chướng ngăn tâm trí, huệ căn mỏng bạc. Nghĩ đến sư phụ muốn tôi phát tâm đại bồ đề, lấy giới làm thầy, lấy cảnh khổ làm sư, tôi xấu hổ vạn phần. Một lần tình cờ, tôi đến vùng Tứ Sơn, bị tín ngưỡng toàn dân ở đây làm chấn động, bất kể họ bao nhiêu tuổi, từ em nhỏ khoảng 3-4 tuổi cho đến người lớn 70-80. Tất cả đều chí thành, cứ tam bộ nhất bái, năm dốc sát đất đảnh lễ Phật,
dù trời đang lạnh buốt rất khắc nghiệt, tuyết rơi phủ núi. Nơi này, dù thiếu nước ít lương, cảnh ăn tuyết đầm sương cũng chẳng ngăn được nhiệt tâm đảnh lễ của họ. Khát thì nếm một nắm tuyết, đói thì nuốt một nhúm bộ samba. Tâm tư họ cực kỳ thành kính, nhờ vậy mà có được niềm vui thánh khiết. Đây há tâm của kẻ thường nhân có thể hiểu tới, tuy khổ tu mà chẳng khổ, trong cực khổ mà cực lạc. Về đến nước mình rồi, tôi cảm khái vô hạn so với đạo tâm của người dân ở Tuyết Sơn. Hàng tu sĩ nội địa chúng ta sống nơi đây đâu có đạm bạc gì. Một bề là đang hưởng phúc đó chứ. Nhưng lúc sau cuộc sống hưởng thụ vật chất cao độ, tinh thần đạo đức thường bị suy di. Vì người ta dễ lười biếng, mặc tình buông lung, ham hưởng thụ, nên dễ tật đố và phát sinh chướng ngại. Biến chiếc áo tu hành thành ô bảo hộ. Dung túng tham sân si mạng nghi, tàn ẩn bên trong, mặc tình cho chúng phát triển sinh sôi tràn lan. Tôi thầm cảm thấy mình là hạng người có chủng tử địa ngục, chẳng chút tu hành. Ác tập dẫy đầy, mượn áo Như Lai mà không có chi để đền đáp, thật thẹn với danh Thích Tử. Chư Bồ Tát kiếp xưa từng lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực. Tôi chẳng có phúc báo, càng không trí huệ, chỉ có một trái tim nhỏ bé, cũng làm gan phát nguyện. Xin dùng máu mình sao chép Phật Kinh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, tận hư không pháp giới. Nguyện tất cả chúng sinh cùng đăng bồ đề, viên thành Phật đạo. Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tôi không thể cắt lưỡi làm mực như Đại sư Trí Thành, nên chỉ trích máu tay làm mực, chép kinh Hoa Nghiêm. Đến nay đã chép xong kinh Địa Tạng, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Hiện chưa chép xong kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Một đời chẳng mong cầu chi, xuất gia là tôi tự chọn, không hối hận, kiên định không đổi. Bởi mới nói, vinh hoa phú quý, danh hư lợi ảo, thâm tình bè bạn, ái tình. Tất cả chẳng qua, chỉ là mộng huyễn bào ảnh khói sương qua mắt. Ta bà thế giới xét đánh kẻ tham tàn. Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời Đường, có một nhân sĩ ở Trường Hà Bột Hải tên là Phong Nguyên Tắc. Anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được Quan Lộc Tự Đại Phu mời trông coi việc đầu bếp. Bấy giờ gặp lúc vua Vu Điền của Tây Phiên là Quý Tân đến triều cống. Quan Lộc Tự Đại Nhân thiết yến đại khách. Sau khi đại yến còn dư gần 100 con dê, vua Vu Điền bèn bảo Nguyên Tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên Tắc nhận lời ủy thác của người, lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực. Không ngờ, bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta, thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mổ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, Nguyên Tắc đã quên bẵng nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc đại quan quý nhân giao trách nhiệm trông nom công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nỗi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa Tuyên Nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sấm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc. Một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành. Khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn sét không kịp là Nguyên Tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngoẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem, thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt, nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu me chảy lên láng. Đây há không phải là Phong Nguyên Tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? Người quen biết thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế.
Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán, cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai bắn nhầm con mình. Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biếc một màu. Có thể nói, anh chàng Ngô Đường này không những đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của Ngô Đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiễn thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu. Nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra, bất cứ loài mãnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có sừng. À, thì ra đây là một con hoẳng. Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm, mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung, rồi buông dây. Phập một cái, trúng đích. Con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy. Mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột, nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẩn tránh. Thế là Ngô Đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm, đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại. Đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con, liền lập tức buông tên. Con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương, nằm quỵ xuống đất. Hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của Ngô Đường vẫn chưa cho là đủ. Bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó, liền dương cung buông tên. Con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra. Nhưng mà tiếng kêu thê thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người. Vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình. Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng văng vẳng trên không trung truyền đến. Này Ngô Đường, ngươi đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời. Trong lúc không đề phòng, thì bỗng dưng một con mãnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp, cắn lìa cánh tay mà Ngô Đường dùng để bắn. Vậy là Ngô Đường nằm trên vũng máu mà chết.